Xin chào các bạn, hôm nay tôi sẽ nói về các bạn nam sinh năm 1983, tuổi Quý Hợi. Các ưu điểm của nam Quý Hợi: chân tình, kiên nhẫn, chất phác, tận tụy, đầy lòng yêu thương, rộng lượng, tình cảm, yêu gia đình. Các nhược điểm: trầm lặng, cả tin. Về hôn nhân, nam Quý Hợi với nữ Đinh Mão sinh năm 1987 là tốt ở vị trí số 1. Tốt ở vị trí số 2 là nữ Nhâm Thân sinh năm 1992 hoặc là nữ Quý Hợi sinh năm 1983. Tốt ở vị trí số 3 là nữ Tân Mùi sinh năm 1991. Tốt ở vị trí số 4 là nữ Canh Ngọ sinh năm 1990. Các tuổi kỵ: kỵ số 1 là nữ Ất Sửu sinh năm 1985. Kỵ ở vị trí số 2 là nữ Mậu Thìn sinh năm 1988. Kỵ ở vị trí số 3 là nữ Bính Dần sinh năm 1986. Và kỵ ở vị trí thứ 4 là nữ Kỷ Tỵ sinh năm 1989. Xác suất trúng là 70%. Các bạn muốn biết thêm về tuổi Quý Hợi thì cứ hỏi ở phần bình luận, mình sẽ trả lời sau. Xin cảm ơn.